Chị hôm nay mình mua bao nhiêu cua tất cả chị? Dạ 5 triệu, 3 triệu mấy á. 3 triệu mấy đồng cua? Ở Canada vậy? Dạ, ở Canada hả chị? Mà thấy ngon quá là tại em. Vâng, chào tất cả mọi người. Hôm nay là cuối tuần, chủ nhật, nên có rất là đông người đã đứng đợi sẵn ở điểm bán cua của dì Ba tại hẻm 565 Nguyễn Trãi để chờ mua cua. Vâng, cái điểm bán cua cũ thì hôm nay có đám tang rất là đông người, nên dì Ba tiếp tục bán cua ở điểm mới trước một cái tiệm nail. Bây giờ là gần 12 giờ rồi nhưng mà cua vẫn chưa ra. Chắc là hôm nay làm cua nhiều các bạn nên cua sẽ ra trễ hơn. Đây là rất là nhiều người đứng đợi sẵn đây. Rất là đông. Vẫn như thường lệ là cuối tuần thì có rất là đông người. Nhiều người nóng ruột quá thì lại hỏi xem đã có cua chưa. Anh đến từ đâu anh? Anh đến 6 anh. Quận 6 hả? Anh đợi lâu chưa? Cũng nãy giờ nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn về sớm hả anh? Chủ nhật không có làm á, sẵn đi mua cho bả. Dạ. Anh đã mua cua ở đâu mà thấy đợi lâu như này chưa anh? Chưa. Đi mấy lần rồi. Dạ. Đi mấy lần trước thì mấy bà chị mua về. Mấy bà chị mua về ăn á. Dạ. Mấy ngon, hôm nay chủ nhật cái bà chủ bao vợ. Dạ. Dạ. Này của dì Ba, không phải của cô. Cái bữa nay cho con quà chắc chết. Cái này người ta kêu con mua phải không? Phải không? Người ta nhờ con mua phải không? Ai nhờ con mua? Không, mà người ta có nhờ con không? Chắc cái này người ta nhờ con. Vâng, anh này tiếp tục đến mua cua. Nhưng anh này chỉ có 100 ngàn thôi. Nhưng mà anh này đòi mua hai con cua các bạn. Đây là chị Thúy giải thích cho anh này là ngày nào cũng cho cua như vậy thì rất là khó cho dì Ba. Anh này có một anh này có 130 ngàn đúng không? 130 ngàn và anh này muốn mua cua. Nhưng mà một con cua thì khoảng 200 ngàn rồi các bạn. Nhỏ nhất là cũng phải 200 ngàn rồi. Ủa, ai nhờ anh mua cua anh? Mua về ăn. À, mua về ăn hả? Anh này đang trả giá đây các bạn. Tôi đang đứng ở đầu đường Nguyễn Trãi đây các bạn. Từ đầu đường Nguyễn Trãi thì đã có rất là đông người đứng sẵn ở đây này. Đây các bạn, đây rất là nhiều người luôn. Đây, những người mua cua thì cũng tranh thủ vào đây mua đồ ăn uống để chờ mua cua. Đây. Coi nè, rất là đông người đấy các bạn. Vâng, tôi đang đi theo một cái chị mua rất là nhiều cua các bạn. Đây, chị hôm nay rất là mua rất là nhiều cua. Chị ơi, có 500 mấy hả? Không biết, cái này của tôi, Chị hôm nay mình mua bao nhiêu cua tất cả chị? Dạ 5 triệu, 3 triệu mấy á. 3 triệu mấy đồng cua? Dạ, ở Canada hả chị? Mà thấy ngon quá tại em nữa. Dạ, mình ở Canada về lâu chưa chị ha? Ôi, chị về đây cũng khoảng tuần lễ. À, khoảng tuần lễ. Mình biết cua dì Ba thông qua đâu chị? Qua mạng. À, qua mạng đúng không ạ? Dạ. Hôm nay là mình mua ủng hộ dì Ba hơn 3 kg cua. Đúng rồi. Dạ, hơn 3 kg cua. Dạ, vâng. Trời ơi, bên Canada là cua bự bự ngon không á. Mà dạ. Tại đây mua đây thử coi sao. Dạ, gặp chị rồi. Vâng.
ý chị nói là cua ở bên Canada cũng rất là ngon, nhưng mà về đây thì ủng hộ cua Yiba là chính. Sao thấy ngon quá mà thiệt á, ở ngoài ngon lắm. Dạ. Có một con cua mà dễ sợ lắm. Đầu tiên mà. Ừ, là mình đầu tiên mà. Bây giờ là hai cái này là hai đứa mình cái này. Dạ. Dạ có mua đầy đủ hả chị? Vậy hôm nay là chị mua là cua gạch, cua cốm rồi cua thịt luôn hả chị? Dạ, mua đủ thứ hết. Dạ. Nè. Cua thịt nè. Dạ. Cua gạch, cua cốm mua đủ hết. Dạ. Everything. Quá trời. Cái này cũng vâng, chị này từ Canada về mua rất là đủ các loại cua. Từ cua cốm, cua gạch, cua thịt. Sao bán quá. Bà đề về bà không có bỏ tờ giấy luôn. Mình không có cua. 165. Bây giờ mình về Việt Nam thì mình ở đâu chị? Ở chị ở đường 3 tháng 2, 134 đường 3 tháng 2. 3 tháng 2 là quận 10 chị ha. Đúng rồi, quận 10 dạ. Mình về Việt Nam được lâu không chị? Chị về hả? 1 tháng à? 1 tháng, dạ. Nhưng mà... nửa tháng nữa là mình nửa đi. Nửa tháng nữa dạ. Vâng, về 1 tháng nhưng mà cũng ủng hộ đến Yiba để ủng hộ cho Yiba. Dạ. Vâng, Tết thì chị tiếp tục về đây và chắc là sẽ ủng hộ Yiba tiếp đúng không chị? Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Hôm nay rất là đông mọi người ạ. Thì hết cua rồi các bạn ạ. Cảm ơn anh nha. Trả số lại nè. Hết cua rồi. Hết cua. Hết rồi.
lại nhanh quá lại đi. Số số dạ mẹ mẹ dạ luôn hả? Dạ bà mai có cái gì mua? Dạ có. Mai mai gì đi giờ thì quá. Không phải, cái này gạch không mà tại cái này nó phải mua. Chị bắt. Có hai con em bắt bỏ ra giùm con nhé. Rồi. Hôm nay là cực kỳ đông luôn. Hôm nay là cực kỳ đông. Hồi nãy chú Mười mà chưa qua là đồng thổi là chú bị công an bắt đó chứ. Cái này là thời chưa gạch. Cắt ra luôn hả chị? Đây là thời gạch nha. Đúng rồi, gạch là gì bán. Hồi nãy bạn mấy cái này cái này là cái gì ba ơi. Còn bóng rồi còn không có nào hết vậy. Rồi 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 rồi. Rồi rẻ luôn hả chị? Rẻ luôn. Con rồi. Mua mua hết rồi. Đâu có giống anh đâu, đẹp gái quá trời nè. Giống mẹ, giống mẹ. Đâu, đi để khuôn mặt quá là không có được rất bình thường. Đó là cái gái này tự do là cái gặp lông mi rất là đẹp. Có mấy món thôi được. Để xem mà gì bà. May quá, cua còn sống. Chị bỏ vô bầm đó đi chị. Rồi, chết, muốn trên đất rồi. Dạ, còn đây chết đâu. Đè lên à, hơi túi rồi. Đó, 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 chàng á. Chào luôn da. Qua đi chữ. Nói cho bán mệt mà bán được cũng mừng. Là chả thấy màu luôn à. Hôm nay sao cua ra trễ có gì? Hả? Hôm nay cua sao ra trễ có gì? Thì đang làm tới giờ này mới xong thì nè. Bằng nồi nào thì đi theo đi giờ nấy. Ba nói là hôm nay bán hơn hôm qua. Chúc mừng gì ba? Chắc phải gấp đôi gì ha? Gấp đôi hôm qua vậy ha? Không được. Ba đó hết trơn rồi. Ba vô nhà thủy thủy đi ba để chỗ. Đúng rồi, nhà chỗ người ta bán nữa, người ta bán nữa. Vâng, những người phụ như ba thì lại tiếp tục bưng những cái vật dụng món cua để vào trong nhà chị Thúy các bạn. Dạ. Ở để ăn ăn là khỏi quay, mua quay được rồi. Bây giờ thì chị Thúy và chị Ba sẽ đi cùng Điếu. Cùng Điếu cái đám tang mà ở chỗ điểm dì Ba bán cua các bạn. Thì bây giờ đây thì chúng tôi sẽ